Đập Tam Hiệp lớn đến mức nào mà có thể khiến vòng quay trái đất chậm lại và thời gian một ngày dài ra? Nếu để nói về những thứ điên rồ bậc nhất thế giới thì Trung Quốc hẳn phải có cả một danh sách dài dằng dặc, và một trong số đó chắc chắn phải nhắc đến Đập Tam Hiệp. Đập thủy điện lớn nhất thế giới cũng là một trong những dự án đầy tham vọng và gây tranh cãi nhất của xứ tỷ dân. Con đập này ban đầu là ý tưởng của Tôn Trung Sơn với mục đích không chỉ giúp kiểm soát lũ sông Dương Tử mà còn thể hiện sức mạnh mới của Trung Quốc. Mặc dù một số người cho rằng Đập Tam Hiệp có thể nhìn thấy từ không gian, nhưng điều này không đúng. Tuy nhiên, quy mô của con đập này là vô cùng khổng lồ, được làm từ bê tông và thép. Đập Tam Hiệp có chiều dài 2.355m và đỉnh đập cao 185m trên mực nước biển. Công trình đã sử dụng 463.000 tấn thép, ước tính đủ để xây 63 tháp Eiffel. Theo nghiên cứu, việc đẩy 42 tỷ tấn nước lên cao 175m so với mực nước biển sẽ làm tăng moment quán tính của trái đất, qua đó làm chậm chuyển động quay của địa cầu, dù tác động gây ra sẽ vô cùng nhỏ. Chính điều này đã làm tăng độ dài của một ngày lên 0,06 microgiây. Đúng là sức mạnh của Trung Quốc với giấc mơ bá chủ thế giới là không thể đuổi được.